ta vào bài học đầu tiên đúng không nào? Đấy. Dạ thầy nghe rõ không ạ? Có nghe rõ đấy, nghe rõ. Dạ dạ. Và хорошо nhìn thấy màn hình chưa? Dạ thầy nhìn thấy rồi. Rồi, хорошо. Thì như vậy là trong trên màn hình này chúng ta nhìn thấy đó là bảng chữ cái tiếng Nga. Thì như vậy ở đây chúng ta học bao giờ ngôn ngữ gì chúng ta cũng bắt đầu bằng bảng chữ cái, nhưng mà riêng ở đây bảng chữ cái chúng ta nó hơi đặc biệt một chút. Хорошо. Thế thì vậy thì mình sẽ giải thích cho bạn. Và tất cả những ai học bất cứ một ngôn ngữ nào đều bắt đầu bằng bảng chữ cái. Nhưng mà cái bảng chữ cái của chúng ta ở đây chúng ta nhìn thấy nó hơi đặc biệt một tí đúng không nào? Đấy, đó. Dạ đúng. Bảng chữ cái này người ta gọi là bảng chữ cái viết tay. Viết tay đấy, đó. À. Bảng chữ cái viết tay thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái ô nhỏ nhỏ này đó là chữ in. Thế và ô lớn này thì là chữ viết tay. Vậy thì đưa ra đây để làm gì? Để cho các em bắt buộc là các em phải nhìn và luyện viết hàng ngày nhé. Đó. Ví dụ chúng ta muốn viết chữ A thì chúng ta không viết chữ A in mà chúng ta sẽ viết chữ A viết tay. Ví dụ các em viết chữ A in thì các em viết như thế này. Đấy, đó. Các em viết thành như thế này. Thế thì nó không đúng. Thế vậy thì chúng ta phải viết chữ A hoa này. Thấy chưa? A hoa này, thấy chưa? Đó. Thế và chữ A thường này. Đó, thấy chưa nào? Đó. Đấy. Đó, mình viết tay thì không được quyền viết chữ in. Mình không viết chữ in mà mình viết chữ viết thường. Vậy thì để làm cái việc đó nó quen thì đầu tiên em tập viết những chữ này. A này, B này, B của chúng ta này, đấy, B của tạc đấy. Đó, thấy chưa? B. Đúng nào đấy. Đó chữ B thường thì nó viết như thế này. Đó, thấy chưa đấy? Đó. Thế và chữ D này, chữ D của chúng ta nếu mà các em viết chữ D chữ D in ý, thì các em hay viết như thế này. Đó, các em viết như thế này. Đúng đấy. Đó. Thế nhưng mà chữ D thường ý thì chữ D hoa như này. Đó. Thế và chữ D thường của nó lại là chữ G của Việt Nam. Thấy chưa? Đấy. Đó. Thế cho nên là ví dụ người ta viết chữ đa. Đa. Người ta viết như này. Đa, D A đa thấy chưa nào? Đấy. Đôm. D ôm đôm. Đôm. Đô này, ô này và chữ M này, đấy. Đôm, thấy chưa? Đấy. Đó. Thế vậy thì chúng ta luyện viết chúng ta phải viết như vậy nhé. Thì các em, mình chỉ yêu cầu các em là đầu tiên các em tập viết tất cả các chữ ở trong bảng chữ cái này, lấy nó ra thì bắt đầu viết chữ A, B, V, G, D, vân 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 vân. Những cái đó thì mình sẽ không phát âm vội. Tí nữa chúng ta sẽ học phát âm. Sau đó thì mỗi một ngày các em chỉ cần viết cho mình 5 từ vựng ấy. Đấy. Ví dụ chúng ta viết chữ đôm, đấy là một từ rồi đấy. Đôm, thế như nào đấy. Chúng ta viết cờ nhì gà. Đây là mình viết bằng chuột cho nên là không đẹp. Em chị. Dạ. Cờ nhì gà đấy, đó. Cờ nhì gà ví dụ vậy đấy, đó. Thế vậy thì cái cách viết của chúng ta nó là như vậy. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Mình đã gửi cho bạn cái bảng chữ cái này. Tí mình sẽ gửi cho bạn cái bảng chữ cái này. Và bạn phải nhìn và bạn luyện viết từng chữ cái một đấy, đó. Thế xong sau đó là gì? Khi mà chúng ta học từ vựng ấy thì chúng ta sẽ căn cái chữ từ vựng, nó là chữ đờ thì viết thành chữ này, nó là chữ ye viết thành chữ này, nó là chữ yo viết thành chữ này, ví dụ vậy đấy, đó. Thế là điều thứ nhất của chúng ta đó là bảng chữ cái viết tay tiếng Nga. Phần 1 của chúng ta đó là giới thiệu với em bảng chữ cái viết tay để các em luyện tập viết tay. Bây giờ mình sẽ giới thiệu tổng quan bảng chữ cái tiếng Nga. Giới thiệu tổng quan có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là mình chỉ cần giới thiệu cho bạn biết những cái thông tin về bảng chữ cái chứ chúng ta không học, chúng ta chưa học bảng chữ cái. Đấy. Đó. Chúng ta sẽ chưa học bảng chữ cái, tí nữa chúng ta mới học. Thế chúng ta, mình sẽ để ý xem là bạn học nhanh hay học chậm, mình sẽ nâng cái tốc độ lên hoặc là giảm tốc độ xuống nhé. Đó. Thế ở đây chúng ta nhìn thấy là bảng chữ cái tiếng Nga đây, nó gồm có tổng cộng có 33 chữ cái. Em nhìn thấy mỗi một hàng của chúng ta là có là 2, 4, 6, 8, 9 chữ này, 39, 27 cộng với 6 là 33 chữ cái nhé. Đó. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy có chữ màu xanh này, có chữ màu đỏ này, thấy chưa? Lại chữ màu xanh lá này, chữ màu xanh dương này. Đó. Thế vậy nó là cái gì? Thì đầu tiên chúng ta xem hai cái chữ màu xanh lá cây. Đó. Đó là dấu cứng và dấu mềm. Nhớ nhé, trong bảng chữ cái tiếng Nga có bao nhiêu chữ nào? 33 chữ. Trừ đi hai cái dấu chúng ta sẽ còn 31 chữ nhé. Bây giờ hai cái dấu này là cái gì vậy? Hai cái dấu này nó không có âm thanh. Một dấu là dấu cứng, một dấu là dấu mềm. Nó là cái gì chúng ta chưa cần quan tâm. Kệ nó, chúng ta chỉ biết đó là một cái dấu cứng, một cái dấu mềm thế thôi. Mà nó không có âm thanh, không cần phát âm chúng. Còn lại của chúng ta là 31 chữ cái. Trong 31 chữ cái thì có 10 nguyên âm. Nhớ nhé, có 10 nguyên âm. Trong 10 nguyên âm này thì lại có nguyên âm đứng trên nền vàng và có nguyên âm đứng trên nền xanh. Vậy nó là cái gì? Đó là các nguyên âm trên nền vàng, đó là các nguyên âm đơn. Nguyên âm đơn là gì? Đó là nguyên âm chỉ có một âm thôi. Các nguyên âm này nó rất giống trong tiếng Việt cho nên chúng ta chẳng cần phải học nó làm cái gì. Đấy.
À, nguyên âm A đọc là A. O đọc là O. Nguyên âm U, đây chúng ta nhìn thấy này, U, đấy. À, U này nó hơi khác lạ một tí, đúng chưa? À, chúng ta nhìn thấy là, chúng ta nhìn thấy là nó, nó giống chữ Y của mình. Nó giống chữ Y dài của Việt Nam. À, vậy thì chúng ta đọc nó là U, nhớ là U, 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 U. Có nhiều em đã học đến bài 15, 17 rồi vẫn đọc là Y đấy. À, đây chúng ta lưu ý đó là U. Tiếp theo đây là có nguyên âm E. E. E ngược của mình. E, giống chữ E, à, viết lộn ngược thôi đấy. À, nguyên âm ư. Ư. À, ư. Đấy. Thế và có nguyên âm Y. Y thì giống chữ N viết ngược đấy. Đó. Yeah. Thế vậy thì đây chúng ta nhìn thấy đây là 6 gì nào? À, sáu đây nguyên là âm đơn. 6. 6 nguyên âm đơn. À, đơn là gì? Là có một âm tiết. Đọc A, yeah. O, A, U, O, E, U, E, I. I. Đấy, đúng không? À, đó. Yeah. À, thế vậy thì đó là sáu nguyên âm đơn của chúng ta. Thế còn bốn nguyên âm ở bên dưới đó là gì đấy? Đó là bốn nguyên âm đôi. Nguyên âm đôi nó là cái gì vậy? Thực chất nó là cái gì? Thực chất nó là gì? Cái gì mà chúng ta gọi nó là nguyên âm đôi đấy? À đó, nguyên âm đôi bởi vì nó là thế này. À, nó là gồm có cái ta, chúng ta sẽ lấy một cái màu này chúng ta vẽ nhá. À đó, chúng ta nhìn thấy đây là có nguyên âm Y. Nó kết hợp với nguyên âm A thì nó tạo thành âm y à. Y à. Y à. À, thế đây nó gọi là nguyên âm y à. Y à. Y à. Y à. Thế và nguyên âm y à này nó cũng chính là cái chữ cái y à. Chữ cái y à của chúng ta lại cũng chính là từ y à. Từ có một âm tiết. À, từ có, à, đây là từ hai âm tiết đấy. Nó là từ có một nguyên âm. Đó, chỉ có một chữ thôi. Đó, có một chữ cái. Từ nhưng mà gồm có một chữ cái. Thì nguyên âm ya này nó là âm ya. Ya thì có nghĩa là cũng là cái âm ya và có nghĩa là tôi. À, ví dụ là nói tôi. À, nói tiếng Anh là ai đấy, đúng không nào? Ya. À ya. Ya. À ya, đấy, đó đọc là ya. Bây là giờ, cái chữ e của mình đó đúng không thầy? Ya, i a. I a. Đấy, ya, ya, ya. Đấy, ya. À. Y mà đi với e thì nó tạo thành nguyên âm ye. Tạo thành nguyên âm ye. Yeah. Tạo thành nguyên âm ye. Yeah. Được chưa? Đấy. Đó. À, y và đi với e. Y mà đi với e. Yeah. Đấy. Tạo thành nguyên âm ye. Yeah. Yeah. À yeah. Đó. Ye. Yeah. À, yeah. Y mà đi với o. Thì nó tạo thành nguyên âm yo. 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 Đấy. Và y mà đi với u. Thì tạo thành nguyên âm yu. 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 À, nó đọc yu. Ya. Yu. Ya. Ya, đấy. À, đây là ya, thấy chưa nào? Đấy. Đó, ya. Sau rồi là ye. Rồi là yo. Yo. Rồi là yu, đấy. Yu. Ya. Ye. Yo. Yu, thấy chưa nào? Đấy, tạc rồi. Khá sốc. Đó. À, thế vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem đó là cái gì nào? À, đó là 6 nguyên âm ở trong tiếng Anh. À, 10 nguyên âm trong tiếng Anh, đấy. À, 10 nguyên âm ở trong tiếng Nga thì có 6 nguyên âm đơn và 4 nguyên âm đôi. 6 nguyên âm đơn, 4 nguyên âm đôi. Đấy. Cái chữ cuối á thầy, cái nguyên âm đôi đó là mình đọc là y. Đây hả? Đấy. Dạ. Yeah. À, u, i u, i u, i u, i u, i u. Đấy. À đã. I u. À, ở đây trong các nguyên âm này chúng ta chỉ cần đọc nguyên âm ya. Ya. Nó đứng riêng, đấy. À đó, ya. À. Ya. Ta хорошо. Nguyên âm thứ hai, ye. Yeah. Ye. Yeah. Đây là yo. 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 Và đây là yu. Yu. Ủa tạc đấy. Đó. Thế có, yeah, có bao nhiêu nguyên âm tất cả nào? Tổng cộng là có 10 nguyên âm. 10 nguyên âm. Trong 10 nguyên âm thì có mấy nguyên âm đơn? 6 nguyên âm đơn. 6 nguyên âm đơn. Và trong 6 nguyên âm, và còn lại 4 nguyên âm đôi. 4 nguyên âm đôi. À, 4 nguyên âm đôi, đôi. Thế và có một điều đặc biệt nữa. Một điều đặc biệt nữa mà chúng ta cần phải biết. À, đó là gì? À, ta, đó là cái điều như thế này nhé. À, cái nguyên âm y này, y này của chúng ta, thấy chưa? Y này của chúng ta, nó là nguyên âm mềm, cho nên chúng ta sẽ xếp nó vào đây. À, đó. Tại sao nói là nguyên âm mềm? Thế nào là nguyên âm cứng? À, trên này của chúng ta đó là nguyên âm cứng này. Đấy. Nguyên âm trên này của chúng ta là nguyên âm cứng. A, O, U, E, Ư. Cứng là gì? Khi nó đi với phụ âm nó tạo thành âm cứng. Nó bị đi với ta này, tờ này. Ta, tô, tu, te, tư. À đúng không?
Thế nhưng mà nếu tờ mà đi với các nguyên âm mềm thì nó thành chở. Nó thành chia, chie, chiu, chiu, chi. Không đọc là ti, ti là cứng. À. Đọc là chi là mềm. Hay chưa? Đấy. Đó. Thấy chưa nào? Đấy. Có phải không? Dạ. Đã. Đấy. À thế bây giờ chúng ta sẽ đi với âm đờ nào. Âm đờ nên đọc là đa, Dạ. đô, đu, Ta, đe, đô, đư. đu, đe, Đư. lư, À đấy là âm cứng. Đấy. Thế nhưng mà nếu lư. mà đờ mà đi với những cái Ừ. âm mềm dưới này, nó đọc thành giả, giật, giật, giật. Giả, giả, Dạ. dẻ, dio, diu và gì đấy đấy à, đó nó hơi khó đọc cho các em nhưng mà các em đừng quan tâm đến nó, vội tí chúng ta sẽ luyện tác vột. Yeah. À thế như vậy là chúng ta vừa rồi là chúng ta đã xếp thêm cái nguyên âm y xuống bên dưới thế cho nào đấy. À đầu tiên nó ở trên này, sau chúng ta lại xếp nó xuống dưới này thế cho nào đấy. Bởi vì sao, là nó cộng với bốn nguyên âm đôi nó tạo thành bốn thành năm nguyên âm mềm, và năm nguyên âm ở bên trên của chúng ta đó là năm nguyên âm cứng. Cứng khi nào, khi mà nó đi với phụ âm nó tạo thành âm cứng. À, em chưa đấy. À, thế vậy vừa rồi chúng ta đã xem 10 phụ âm, 10 nguyên âm rồi. 10 nguyên âm nó có những cái đặc thù như vậy. Đấy, bây giờ chúng ta còn lại là 21 phụ âm. Đấy. 21 phụ âm này chúng ta lại nhìn thấy là phụ âm màu vàng và phụ âm màu trắng. Vậy đấy. Trắng. À, thế vậy là cái gì? À, chúng ta xem thấy các phụ âm màu trắng chúng ta xếp vào với nhau thành một hàng bên dưới. Đó là chúng ta nhìn thấy có 9 phụ âm mà nó đứng cô đơn. Tức là gì? Nó không theo cặp. Thế còn ở bên trên của chúng ta nhìn thấy các phụ âm ở màu vàng nó đi theo cặp, cặp phụ âm thứ nhất của chúng ta đấy, đúng không? Cặp phụ âm thứ nhất của chúng ta có bờ bờ đấy, đúng nào đấy. À đó, xin lỗi em ta. À chúng ta tiếp nào, như vậy là gì? Ở đây chúng ta đang nói là gì? Cái cặp phụ âm thứ nhất của chúng ta đó là cặp phụ âm bờ bờ đấy. Thế như nào? Bờ. À đó, cặp phụ âm thứ hai của chúng ta là phụ âm giờ. Giờ đấy. À đó, thì em chưa cần nhớ vội. Ở đây chúng ta chỉ cần nhớ rằng chúng ta có 6 cặp phụ âm này. Cặp phụ âm hữu thanh và cặp phụ âm vô thanh đấy. Cặp phụ âm hữu thanh và cặp phụ âm vô thanh, thế chưa nào? Đấy. Đó. À thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là khi mà có bao nhiêu cặp nào? Có 6 cặp. Đấy. 6 cặp. 6 cặp này với cái gì? 6 cặp này với 12 phụ âm. Mà 12 phụ âm này chia ra thành 6 phụ âm vô thanh và 6 phụ âm hữu thanh. Thì thế nào là vô thanh? Vô thanh là đấy. Hữu thanh bờ bờ bờ. Thấy chưa nào? Đấy. À phụ âm vô thanh dở hữu thanh đấy. À thế thì bây giờ chúng ta cần lưu ý một điều, cái điều như thế này. Cái điều như thế này quan trọng này, đấy. À nó có tác động gì đến chúng ta trong khi chúng ta phát âm? Đấy, đó là khi mà tất cả các phụ âm hữu thanh đứng cuối tử, nó sẽ bị đọc thành phụ âm vô thanh tương ứng ở trong cặp. Đúng nào, đấy. Phụ âm hữu thanh đứng cuối tử, nó sẽ bị trở thành phụ âm vô thanh tương ứng trong cặp. Có nghĩa là gì? Nếu mà một từ của chúng ta có phụ âm hữu thanh đứng cuối tử, đờ, thì nó sẽ bị đọc thành. Nếu mà có phụ âm bờ đứng cuối tử, nó sẽ bị đọc thành. Đấy. Nếu phụ âm g đứng cuối tử, nó sẽ bị đọc thành. Đấy. Nếu phụ âm r đứng cuối tử, nó sẽ bị đọc thành. Đó. Thế thì đây là nguyên tắc nguyên tắc ngữ âm. Thế thì em cũng chưa cần nhớ đâu nhé. Đây là mình chỉ giới thiệu thôi nhé. Giới thiệu rằng là có một cái chuyện như vậy. Đấy. Có một chuyện như vậy. À, đến khi chúng ta đi vào trường hợp cụ thể, chúng ta sẽ bảo đây nhá. Vô thanh hữu thanh này, cái này bị đọc thành cái này này. Lúc đó không phải giải thích nữa, em chưa? Đấy. Thế chúng ta có tổng cộng bao nhiêu cặp? Có 6 cặp. Đấy. 6 cặp. 6 cặp này, à sau này chúng ta sẽ nhớ hết 6 cặp này. À cặp cặp như thế nào, như thế nào, như thế nào thì lúc đó chúng ta sẽ xem sau. Thế và có 9 phụ âm cô đơn, như thế nào? Đấy. Đó. Thế vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem xong tổng thể toàn thể 33 chữ cái trong tiếng Nga. Trong 33 chữ cái trong tiếng Nga thì chúng ta cần nhớ những điều gì nào? Chúng ta nhớ rằng trong 33 chữ cái thì có hai cái dấu này. Sẽ có 10 nguyên âm này. Trong 10 nguyên âm này thì có 5 nguyên âm đơn và 4 nguyên âm đôi này. À và 5 nguyên âm đôi này. Đấy. Xin lỗi. Bốn nguyên âm 5 nguyên âm cứng này và 5 nguyên âm mềm này. Đấy. À, trong 10 trong 6 trong 10 nguyên âm thì có 6 nguyên âm đơn và 4 nguyên âm đôi. À và có 5 nguyên âm cứng và 5 nguyên âm mềm. Đấy. À thế và chúng ta còn lại là có 21 phụ âm chia thành 6 cặp này.
Ở đây là 12 phụ âm chia thành 6 cặp. Thế và còn lại 9 phụ âm cô đơn. Đấy, đó. Thế thì có một điều nữa cần lưu ý trước khi chúng ta chuyển sang học. Cụ thể đó là gì? Tất cả các danh từ mà tận cùng bằng một trong 21 phụ âm đó là danh từ giống đực. Nhớ như vậy nhé. Cái này nói bây giờ là nhớ nhất. Thế còn sau đó chúng ta sẽ vào học sau thì chúng ta sẽ nhớ sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học cùng một lúc 9 chữ cái liền. Thế tại sao học 9 chữ cái liền? Bởi vì sao? Nó giống tiếng Việt thì học nó làm cái gì? Có phải không ạ? Đấy, nó phát âm giống tiếng Việt. Ví dụ chữ M này giống tiếng Việt đúng không nào? Âm P nói giống tiếng Việt từ Sapa. Đúng không nào? Đấy, ping pong. Đó. Em để ý xem trong tiếng Việt rất ít từ mà bắt đầu bằng chữ P. Mà chỉ có chữ P không nhé. Không nói chữ PH nhé. Đó, rất ít. Ví dụ Sapa, đúng không nào? Đấy, đó. Quả pin, đấy, cục pin. Chỉ có hai từ đó thôi. Đấy, đó. Thế như vậy là âm P giống âm P trong tiếng Việt. Âm B cũng giống âm B trong tiếng Việt. Đúng không nào? Ví dụ như là các chữ cái ở đây về nguyên âm. 6 nguyên âm. A, O, U, E, Ư, I. Đấy, giống hệt trong tiếng Việt thì chúng ta chả cần quan tâm đến nó để mà học. Chúng ta chỉ ghép luôn à. M đi với A đọc là gì? Ma. M đi O đọc là gì? Mô. M đi U đọc là gì? Mu. Đấy. Bây giờ P nè. P đi với A đọc là? Pa. P đi với O? Po. P đi U? Pu. Đấy. B đi với A nè. Ba. B đi với O đọc là? Bô. Đấy, đọc nhẹ thôi sẽ thành bô, đọc mạnh thì thành pô. Pô. Bờ liền. Người Việt Nam chúng ta đến 80% là ủa? Lẫn lộn đấy. Nhưng mà bờ này là bờ bô là đúng, mà còn bờ kia mới là bờ nhẹ mà thầy. Bờ đây, bờ trong đây. Trong tiếng Anh cái pờ này mới là bờ nhẹ mà. Nhưng mà như vậy là bị ngược rồi. Để em cứ nói sao thành bờ là được rồi đấy. Đúng không? Để em biết, để em chỉnh. Tức là cái bờ này là bờ nặng hay bờ nhẹ thầy? Bờ này sẽ là em phát âm nhẹ nhá. Mình nói thế nào là nặng, thế nào là nhẹ này. Đấy. Nếu mà em nín hơi em bật mạnh. Bật mạnh thì nó sẽ thành âm yeah. Hiểu chưa? Đấy. Đúng không nào? Thế còn nếu nói nhẹ thôi thì thành ba. Nói mạnh ba. Thành pa. Pa, ba, pa, ba, pa, ba. Đấy như là đấy. Ngược, à. Ngược với tiếng Anh ha. Ừ. Vì tiếng Anh mà chữ bờ mà bờ phở á, dạ. Thì nó lại gọi là bờ nhẹ. Đấy, đấy, là bờ đấy, 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 đấy. Carasho, carasho. Thế như vậy chúng ta thấy là gì nào? Chúng ta không quan trọng. Chúng ta có một câu là gì nào? Mèo trắng như mèo đen, cứ miễn bắt được chuột là được rồi. Đấy. Yeah. Nặng nhẹ không quan trọng, cứ phát âm đúng là được rồi. Yeah. Chúng ta có âm ba, bô, bu, thế trên nào? Đấy. Tại vì em để em hiểu nguyên tắc của nó thì em ghi chú kế bên á. Chứ em nói ba ba này thì em cứ ghi giống như cái câu là ba bà đi bán ba ba. Đấy. Yeah. Tiếng Việt của chúng ta có câu như vậy đấy. Ba bà đi bán ba ba, chúng ta phát âm nhẹ nhàng thôi thì thành âm bờ. Thế nhưng là nếu phát âm bật mạnh thì thành âm pờ. Em chưa? Đấy, vật tạc vật. Đúng chưa? Vật tạc vật, хорошо. Ba bà đi bán ba ba là ba bà già đi bán ba con ba con ba ba. Tạc, хорошо. Đó. Em ghi chú cái này là хорошо, хорошо. Thế bây giờ chúng ta sẽ có những cái chữ dưới này chúng ta đọc nào. M A M A nào. Mama. Đa. P A P A nào. Papa. Đó, đọc là papa đấy, đọc papa đấy. Bờ a nào. Ba ba. Là ba bà, thấy chưa nào? Đấy. Thì ba cái chữ này chúng ta xếp nó vào đây, chúng ta nhìn thấy chúng giống nhau một cái điểm là gì? Cả ba từ đều có một cái âm tiết đứng trước, nó có cái dấu sắc ở bên trên, đấy. Ở dấu sắc ở đây của chúng ta nó là thể hiện đây là trọng âm. Tiếp theo trọng âm thì mình sẽ không vẽ cái dấu sắc cho em mà mình chỉ đọc thôi. Đọc và bắt buộc em phải tự nghe. Đấy. Chúng ta sẽ có từ mama này, cho em nói mama nó kiểu tiếng Việt. Nhưng nếu nói kiểu tiếng Nga sẽ thành là mama. 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 Thấy chưa đấy? Mama nó dài gấp 3 này, nó dài gấp 3 so với cái âm ma đứng đằng sau này. Đấy. Ma 1 2 3 ma. Ma 1 2 3 ma. Thấy chưa nào? Đấy. Mama. Đấy. Từ này là papa. 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 Đấy. Tiếp theo nào. Ba bà. Ba bà. Ba bà. Đấy.
ta ta đấy, à đó, à cái em phát âm mà âm phát phát mạnh thì nó thành âm pờ mất rồi đấy đó. À em cứ yên tâm rằng là đến 80% người Việt Nam là nói sai âm pờ âm bờ chứ không phải riêng mình em đâu đấy đó. Đấy, cho nên là gì, à nghe thấy thì nó ngộ ngộ nhưng mà sau này các em sẽ quen hết, các em sẽ nói được hết, không có gì lo lắng cả đấy đó. Đầu tiên thì mình cứ chuyên tâm và mình rèn cho các em âm pờ âm bờ, nhưng mà càng rèn các em càng lẫn, thế vậy thì thôi mình không rèn nữa. À kệ các em, thế sau này là chúng ta sẽ đọc dần 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 là các em sẽ quen đấy, tạc quật papa và bà. Thế thì đây cũng giải thích lý do tại sao mà người ta hai xếp hai âm này vào với nhau em nhá. Hai âm này có cách phát âm giống nhau, nếu chúng ta bật mạnh thì thành âm, nếu chúng ta bật nhẹ thì thành âm bờ em nhá. Đấy đó, nếu chúng ta phát âm bật mạnh mà không có âm thanh thì thành âm, à bật nhẹ mà có âm thanh thì thành âm bờ. À chúng giống nhau ở cách cách phát âm, cho nên là các phụ âm này được xếp thành một cặp. Cho nên là khi mà các từ mà có âm bờ đứng cuối từ thì sẽ bị đọc thành âm. Anh chưa? Đấy, một tặc. Đó. À, thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy ở cột thứ ba này của chúng ta, đó là nguyên tắc ngữ âm thứ nhất. Đầu tiên mà chúng ta cần phải nắm được, đó là nguyên tắc phát âm, trọng âm. Cái dấu sắc này của chúng ta gọi là trọng âm. Trọng âm là gì? Là âm quan trọng. Âm quan trọng thì phải làm sao? Thì phải phát phát nó mạnh hơn, dài hơn, nhấn nó đi. Đấy, nó giống như cái là giống như là cái trọng âm ở trong tiếng Anh, đúng không nào? Đấy, tạp vật đấy, khá. À, thế vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại nào. Em đọc nào. Mama. Mama. Papa. Papa. Baba. Baba. Đấy. À đó. À thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp. Vừa rồi chúng ta đã học được này. Mama đó là mẹ này. Papa đó là cha này. Baba đó là bà này. Mư. Và chúng ta có từ mư mư. Đấy. Mư ư Mư. mư mư. Đấy. Mư. Chúng ta là mư mư đều được đấy. Mư mư mư. Đó là Mư. chúng tôi. Chúng tôi đấy. Mư. Rồi. À chúng Mư. tôi. Đó, хорошо. Chúng ta cùng xem tiếp. À vừa rồi chúng ta có cái phần này thì là chúng ta sẽ đánh dấu vào và sau đó chúng Mư. ta sẽ sang phần tiếp theo. Phần tiếp theo ở đây chúng ta đã học được 9 chữ cái rồi, bây giờ học thêm 3 chữ cái nữa là thành 12 này. Đấy. Chữ cái n giống n trong tiếng Việt. Chữ cái tờ giống tờ trong tiếng Việt. Chữ cái đờ giống đờ trong tiếng Việt. Đấy. À nhưng cả 3 chữ cái này nó sẽ phát âm cứng với 5 phụ âm cứng. N a na, n o no, n u nu, n e ne và n ư nư. Nhưng mà khi đi với phụ âm mềm i thì n này bị biến thành nh. Người ta sẽ không đọc n i ni, người ta sẽ đọc là nhi. 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 Thế nào đấy? Tương tự như vậy, tờ tờ a ta, tờ ô tô, tờ u tu, tờ e te, tờ ư tư. Thế và tờ i chi. Chi, không đọc là ti, đọc là chi. Thế như nào? Đấy. Chi. Đờ cũng vậy, đờ nè, đờ a da, đờ ô Đa, đô, đờ đô, u đô, du, u đờ đô, e de đấy. đờ e Đờ đê, ư đư. Thế và đờ đi ư với i đê, thành G. gì, G G G G G G chi, G đấy, à đó, G chi, G là G. chi, À, giống ông giống giống cái giống cái âm G ở trong tiếng Anh đấy. chi, Chúng ta trong tiếng Anh có từ angel. dẻo, angel, angel đấy. Angel, dường, dường, G, dường, dẻo, G, dẻo, hoặc là chúng ta đi tập gym, tập Angel. gym, đi tập gym đấy. Ừ. Vất tạc vật đó, đó là âm G của chúng ta. Âm G này người ta gọi là âm G mềm. Khi nó đi với i nó bị mềm hóa làm thành âm dầm mềm đấy, nó tạc vật. À thế vậy G. thì ở đây chúng ta cùng nhau đọc nào, em đọc nào, tự đọc nào. Na, no, nu, nư. Nhi Gì à đây. ta tô tu tư chi đa đô đu đư chi G, đúng rồi, хорошо. gì Bây giờ chúng ta sẽ có cái từ dưới này nè, cái khuôn nhạc này, cái nốt nhạc này. Chúng ta sẽ đọc là gì? N O T A. nô tả Đúng rồi, có trọng âm nhé. Trọng âm chúng ta đọc trọng âm này. Ta ta. Ta ta. Đúng nào? Đấy, chúng ta sướng âm, nếu mà ai mà về âm nhạc người ta sướng âm. Sướng âm là âm nào mạnh, âm nào yếu đấy. Ta ta. Nô ta. Nô ta. Thế chưa nào? Đấy. À. Хорошо. Chúng ta đọc tiếp nào. D O M nè.
Đờm. Đồm. Đọc rõ là đồm. Đờm. Và có âm m m m đấy. Đờm. Đồm. M m đấy. Đờm. Đọc m có m nhẹ nhẹ đấy. Đó. Đờm. À tiếp theo là p a n n o nè. P a n n o. Nó. P a n n o. P a n n o đấy. Pom. Pan. No. Pano. 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 Đấy. Pano. Хорошо. Tiếp theo nào. Đưm nào. Đờ ư mờ nào. Đờ ư mờ. Đơm. Đưm. Đây là ư đấy. Đọc là đưm. 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 Và có âm mờ. 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 Đưm. Хорошо. Em đọc nào. Nota. Nota. Đồm. Đơm. Pano. Pano. Dum. Dum. Хорошо. Vậy thì chúng ta học được 8 từ vựng rồi nhé. Đã học được 12 chữ cái nhé. Nota là nốt nhạc, dom là ngôi nhà, pano là một bức tranh, bức họa đấy, một bức pano đấy. Và dum là khói đúng không nào? Dạ. Chúng ta sẽ cùng xem tiếp nào. Chúng ta cùng xem tiếp nào. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ xem thêm cặp phụ âm mới nữa này. Cặp phụ âm mới của chúng ta. Lúc nãy chúng ta cứ xem là cặp phụ âm pờ bờ này, cặp phụ âm tờ đờ này, và bây giờ chúng ta xem cặp phụ âm phờ vờ đấy, phờ phờ vờ đấy, nó tạc vật. À, đó, do nó là vô thanh chúng ta sẽ đọc là phờ vờ đấy. Chẳng qua chúng nó nói phờ vờ để cho các em dễ nhớ thôi đấy. Đó. Thế thì hai cái phụ âm này nó chả có liên quan gì đến cứng mềm cả. Cứng nó cũng đọc, mềm nó cũng đọc, nó chẳng quan tâm đấy. À vậy thì chúng ta sẽ đọc nào. Phở A đọc là gì? Pha. Pha. Tiếp nào. Phô. Phô. Phu. Phư. Phi. 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 Thế chưa nào? Đấy. Va. Va. Vô. Vô. Vu. Vu. Vư. Vư. Vi. Vi. À đúng chưa? Đó. Thế cách phát âm như vậy đấy. À đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái chữ thứ nhất nào. Chúng ta cái chữ phở. Flauta. 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 Flauta, đó là cái sáo này đấy, cây sáo nhạc cụ đấy. Flauta, như nào? Chúng ta có từ thứ hai nào. Vata. Vata. Vata, đấy, từ thứ ba nào. Vata đó là bông, bông gòn đấy. Từ thứ tư nào, từ thứ ba nào. Vino. Vino. Vino, đó là rượu vàng. Vino, đấy. Vino. Vino. Và tiếp theo nào. Phật ta. Phật ta. Phật ta, đó là cái khăn voan cô dâu đấy. Khăn voan của cô dâu. Phật ta. Phật ta. Trọng âm dưới rằng sao đấy. Tiếp theo nào. Chúng ta có từ Waffle. Waffle. Waffle đó là bánh, bánh kem xốp đấy. Waffle. Waffle đấy. À đúng không nào. Waffle. Chúng ta đọc lại từ vựng nào. Fleta. Fleta. Vata. Vata. Vino. Vino. Fata. Fata. Waffle. Waffle. À thế bây giờ em học thì em phải nói nhé. Fleta đó là cây sáo. Vata đó là bông gòn. Vino đó là rượu vang. Fata đó là khăn voan. Waffle đó là kem, bánh quy kem xốp đấy. Bánh kem xốp. À thế thì đến khi mà nói thì em sẽ nhớ waffle là cái gì? Là bánh quy kem xốp. Fata là cái gì? Đó là khăn voan cô dâu. Vino là gì? Rượu vang. Vata, vata là gì? Là bông gòn, bông đấy, bông y tế đấy. À Fleta là cái gì? Là cây sáo. Đó thế như vậy chúng ta đã học được là 13 chữ cái rồi nhé. À 14 chữ cái rồi nhé. Và học được 13 từ vựng rồi. Chúng ta xem tiếp nào. Ở đây chúng ta sẽ có âm s và âm z. 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 Đấy. Z. À s a đọc là gì nào? Sa. Sa. So. So. Su. Su. Sư. Sư. Si. Si. À z nào? Za. Za. Zo. Zo. Zu. Zu. Zư. Zư. Zi. Zi. Thế chưa nào? Đấy. S z thế chưa nào? Đấy. Vô tạc đấy. À đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. Chúng ta có các từ vựng này. M u z u k a. Muzika.
Musica. Trong âm rơi vào đâu? U. Mu. Thấy chưa nào? Đấy. Musica. Đấy. Tiếp theo nào? Musica. Tiếp theo nào? Giờ vục. Giờ vục. Giờ vục. Giờ vục. Đấy. Giờ vục. Giờ vục đó là à đó là âm thanh. Giờ vục đấy. Giờ vục là âm thanh. Musica đó là âm nhạc. Âm nhạc. Music đấy. Âm nhạc. Chúng ta có từ à chúng ta có từ nào? Aptobus. Aptobus đấy. Ở đây chúng ta bắt đầu động chạm đến luật hữu thanh vô thanh. Ở đây chúng ta nhìn thấy áp vờ. Nhưng chúng ta không đọc là áp vờ. Chúng ta sẽ đọc là áp. Bởi vì sao âm vờ ở đây nó bị biến thành âm phở. Vờ, phở, vờ, phở. Tại sao nó biến thành âm phở? Bởi vì nó đứng trước một phụ âm vô thanh. Cho nên là âm hữu thanh đứng trước vô thanh bị biến thành âm vô thanh. Phở, vờ bị biến thành phở. Đọc là áp, aftobus, aftobus. Không đọc là áp vờ tobus. Đọc là aftobus, aftobus. Đấy. Хорошо là cái ô tô buýt đúng không nào? Chúng ta có từ mới này. Giá vột. Giá vột. Giá vột đó là nhà máy. Đấy. Ở đây chúng ta lại động đến một nguyên tắc hữu thanh vô thanh. Chúng ta đã nói rồi. Trong cặp hữu thanh vô thanh, các phụ âm. Phụ âm hữu thanh đứng cuối từ bị biến thành phụ âm vô thanh tương ứng trong cặp. Đó là phụ âm đờ đứng cuối từ bị đọc thành phụ âm đờ. Giá vốt. Giá vốt. Giá vốt. Giá vốt. Thế nhỉ? Là nhà máy đấy. Giá vốt là nhà máy. Chúng ta xem từ tiếp theo này. Khờ. Khờ đây là âm khờ 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 khờ. Liệp. Âm bờ đứng cuối từ bị đọc thành âm p. Khờ liệp. Khờ liệp là bánh mì. Khờ liệp. Đấy. Chúng ta có từ cờ lụp. B, b, b đây là thành p, p, p. Club. Club. Đó là câu lạc bộ. Câu lạc bộ đấy. Club. Club. Đó. Club. Club. Bánh mì đấy. Giá vốt. Giá vốt. Giá vốt. Đó là tờ đấy. À chúng ta có từ bạn trai nào. Druk. 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 Đấy. Druk đó là bạn trai. Druk thấy chưa nào? Đấy à đó ở đây âm g bị biến thành âm k. Đấy âm g biến thành âm k ở tạc vật đấy. Хорошо. À tiếp theo chúng ta có từ mới này. Zont. Zont. Zont đấy. Zont à đúng nào? Đấy à zont à đó zont. À, thế vậy ở đây chúng ta thấy đó là cái ô cái rủ đấy. Zont có âm tờ đến cuối nhé. Chúng ta có từ tiếp theo nào. Magazine. 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 Magazine đó là cửa hàng đấy. Magazine. Magazine cửa hàng đấy. Đó. Ở đây chúng ta đọc là a đọc là ơ. Magazine. Zin nè nè đấy, magazine cửa hàng. Chúng ta cùng đọc lại từ vựng nào. Zvuk. Zvuk. Aptobus. Aptobus. Muzika. Muzika. Zavod. Zavod. Zond. Zond. Magazine. Magazine. À, chúng ta đã đọc xong 20 từ vựng rồi nhé, 16 chữ cái rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem hai ba chữ cái mới nữa đấy. Chúng ta có chữ cái này khờ, đây là âm khờ đấy. Khờ đà, đây là âm k, k, k. Đây là âm g, g, g. Đây là k, k, g, g đấy. À tác bột à đó. Thì đây là một cặp phụ âm nữa. G khi đứng cuối từ bị biến thành k. Druk. 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 Đấy. Chúng ta đọc nào. Pagoda. Pagoda. Thời tiết. Đấy. Pagoda là thời tiết. Pagoda. Komnata. Komnata. Đó là căn phòng. Komnata. Tiếp theo nào.
Akno. Akno đó là cửa sổ. Akno. Akno đó là cửa sổ đúng không nào? Đấy. À đó, thì ở đây chúng ta lại gặp một hiện tượng ngữ âm mới nữa. Hiện tượng ngữ âm này là gì? Chúng ta đã có lý thuyết đây rồi. Âm O đứng dưới trọng âm được đọc là O. Âm O đứng đầu từ bị đọc là A. Ừ. Đây không đọc Akno, đọc là Akno. Akno. Âm O đứng trước trọng âm cũng bị đọc là A. Không đọc là Pogoda, đọc là Pagoda. Pagoda. Em các âm O mà đứng ở vị trí khác thì sao? Thì sẽ bị đọc là Ơ. Ví dụ chúng ta có từ M-la-co. M-la-co. À, âm O này đứng trước trọng âm bị đọc là A. Âm O này đứng cách trọng âm một âm tiết bị đọc là Ơ, bởi vì nó là vị trí khác. M-la-co. M-la-co. Хорошо. Хорошо. Дорого. À đấy, Malaco là sữa này, Хорошо là tốt này, Дорого là đắt đỏ này, Товар là hàng hóa này, đấy, đó đúng nào, đấy, так, à bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc nhé, đọc nào, Pagoda, Pagoda, Комната, Комната, Окно, Окно, Зима. Zima. Zima là mùa đông đấy. Zima thế nào đấy? Zima. Malaco. Malaco. Là sữa. Хорошо. Хорошо. Хорошо là tốt. Дорого. Дорого. Дорого là đắt. Товар. 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 À, đọc này đây. Có phiên âm này. Товар. 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 Đấy. Товар là hàng hóa thế nào đấy? Chúng ta cùng đọc lại nào. Зима. Зима. Комната. Комната. Окно. Окно. Зима. Зима. Дорого. Дорого. Молоко. Молоко. Хорошо. Хорошо. Товар. Товар. À, như vậy chúng ta học được 19 chữ cái rồi và 28 từ vựng rồi. Chúng ta thực tế đã học xong được 2/3 bảng chữ cái rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần bài mới của chúng ta. À, trong phần này chúng ta sẽ có các từ mới này. Tất cả các từ mới này đều có phiên âm hết rồi. Đấy, để cho các em dễ đọc. À, chúng ta sẽ đọc nào. Đọc giống phiên âm này. Привет. 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 Đọc mềm. Привет. Đúng rồi. Привет. Đó là xin chào. Привет. À, chào bạn bè, chào anh em ở trong nhà thôi. Đấy. Привет. Привет. Nếu chúng ta chào khách hàng nào, chào chào khách hàng, chào người lớn, chào người lạ, chúng ta sẽ chào Доброе утро. Доброе. Em đọc nào. Доброе утро. 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 А, доброе утро. Nói đi. Доброе утро. Доброе утро. Đấy. Chúng ta xem tiếp nào. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день có nghĩa là chào ban ngày. Доброе утро là chào buổi sáng này. Добрый день chào ban ngày này. Добрый вечер là chào buổi tối này. Đọc nào. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер chào buổi tối đấy. À đó. Вечер. Đấy, đúng không nào? À chào buổi sáng nào. Доброе утро. Доброе утро. Добрый день. Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Chúng ta có từ тоже là cũng này. Тоже. Тоже có nghĩa là cũng nhé. Cũng. À, chúng ta có từ очень là rất này. Очень. Очень là rất. Очень. Chỉnh chỉnh chỉnh. Chờ, chờ, chờ. Đấy. À chúng ta có câu hỏi công việc thế nào? Как дела? Как дела? Как дела công việc thế nào? À họ có thể hỏi как у тебя дела? Как у тебя дела? Em nói nào. Как у тебя дела? Как у тебя дела? Công việc của cậu ra sao? Как у тебя дела? À как у дела? Đó là hỏi bạn bè. Nếu mà hỏi người lạ nào, hỏi khách hàng thì chúng ta sẽ hỏi как у вас дела? Как у вас дела? Как у вас дела là công việc của anh chị ra sao? Đấy. А у тебя
A-u-chi-bé. A-u-chi-bé. Thế còn cậu? A-u-chi-bé là thế còn cậu? A-u-chi-bé. A-u-chi-bé. Thế còn cậu? A-u-vas. 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 A-u-vas là thế còn các anh các chị thì sao? A-t-li-ch-na. 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 Đó là rất tốt. A-t-li-ch-na. A-t-li-ch-na. Đấy. Хорошо. Хорошо là tốt. Плохо. 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 Плохо là xấu. Đấy. Плохо là không tốt. Нормально. Нормально. Нормально là bình thường. Нормально. Đấy. Nói là нормально là bình thường. Đấy. Пока. 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 Пока là tạm biệt. Tạm biệt nhá. Пока. Студент. 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 Đó là cậu sinh viên đấy. Chúng ta nói là студент. Студент. Em nói đi. Студент. Хорошо. Tiếp theo nào. Студентка. Студентка. Đó là cô sinh viên đấy. Nữ sinh viên. Студентка. Студентка. Đã chúng ta có từ спасибо. 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 Đó là cảm ơn. Спасибо. Спасибо. Đấy. Спасибо. Bờ. Đấy. Как вас зовут? Как вас зовут? Nói nè. Nào. Em nói đi. Как вас зовут? Tên của anh chị là gì? Меня зовут. Меня зовут. Меня зовут. Меня зовут. Tên tôi là меня зовут. Đấy. Меня зовут. Tên tôi là gì đó? Đấy. Я. 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 Я là tôi này. Tươi. Tươi. Tươi là cậu là bạn đấy. Người nói chuyện với mình. À ví dụ như là người bạn bè nói chuyện với mình sẽ là tươi. Ôn. Tươi. Ôn. Ôn. Ôn là anh ấy. Anna. Anna. Anna là cô ấy. Ano. Ano. Ano là nó đấy. Mới. Mới. Chúng tôi đấy. Với. Với. Các anh các chị. Anh ý. Anh ý. Anh ý là họ đấy. À tắt. Anh ý. Хорошо. Chúng ta đọc lại nào. Giá. Giá. Tươi. Tươi. Ổn. Ổn. Ăn lá. Ăn lá. Ăn nổ. Ăn nổ. Mới. Mới. Với. Với. Anh nhỉ. Anh nhỉ. À thế như vậy là chúng ta đã có một bộ từ vựng để cho em luyện đọc và tập viết đấy. Đó. Ở đây có phần phiên âm ở bên này để cho các em dễ đọc, dễ định hướng khi đọc nhé. Nó sẽ có phiên âm ở bài 1, bài 2, bài 3 có khoảng như thế. Để cho các bạn có thể là định hướng khi phát âm. Thế còn sau đó các em quen rồi thì những bài sau thì sẽ không có phiên âm nữa đâu. Các em phải tự biết đánh vần nhé. Thế vậy thì phải biết đầu tiên đọc này. Привет, привет. Sau nhìn chữ bên này mà đọc này. Привет. Привет. À đúng rồi. Đấy. Доброе утро. À phải tự đọc Доброе được nhé. Доброе утро. Утро. Đấy. Доброе утро, đúng không nào? Đấy, đó. Доброе утро. Đấy. À phải luyện đọc đi nhé, chứ không có là đến khi sau đó chúng ta sẽ không biết đánh vần đâu nhé. À đồng ý chưa? Đấy. Вот так вот. Хорошо. À đó, thế như vậy ở đây ngày hôm sau khi mà học ấy thì mình sẽ trích bỏ cái phần này đi này. Đấy. À đó, trích bỏ cái phần phiên âm này đi này. Em sẽ không nhìn thấy phần phiên âm đâu nhé. Đó. Và lúc đó chúng ta phải tự đọc đấy nhé. Đó. Đúng chưa? Хорошо. Đấy. Так. À, nhanh nhỉ thôi thầy. À, em nói sao? Là lần sau là đã bỏ cái phiên âm luôn hả? À, không. Ừ. Tức là em phải luyện đọc này. Đó, nó sẽ không, nó sẽ mất đi như thế này này. Nó không còn gì đâu. Em biết đấy. Này, nhưng mà chỉ sợ cách một ngày thì không thể nào nhớ. Không, hết được. Mình sẽ gửi cho bạn có phiên âm này. Đấy, mình gửi cái này cho bạn có phiên âm này. Hình ảnh mình gửi cho bạn này. Đấy, đó. À, mình sẽ gửi cái hình ảnh cho bạn nhé. À, bạn sẽ luyện đọc nhé. À, luyện đọc xong sau đó là hôm sau mình kiểm tra bạn, mình sẽ bỏ cái này đi này. Đó. Thế và bạn phải tự đọc được nhé. Đó, hiểu chưa? Đó, khi vào đầu giờ mới là mình sẽ lôi cái này ra, chúng ta sẽ cùng nhau đọc nào. Đấy, à, đọc để khởi động, xem có đọc được không nhé. Đó, và phải luyện viết nhé, luyện viết theo cái này. À, viết chữ привет, viết như thế nào đấy. À, em đồng ý chưa? Hiểu chưa nào? Đấy. Хорошо. Đó. Thế như vậy vừa rồi chúng ta đã học xong bài số 1 của chúng ta rồi. À, thế và bây giờ chúng ta sẽ
tạm nghỉ nhé. Thế và hôm sau chúng ta sẽ học tiếp bài 2 nhé. Thì cảm ơn em và hẹn gặp em trong bài học tới. Спасибо. До свидания. Спасибо. Да, до свидания. Пока, пока. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên. Bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.